Thu Hiền TV. Mệt thế nhờ. Wow, mẹ tâm lý thật ấy. Không biết là hôm nay sẽ cho mình ăn gì đây. Hả? Lại là mì tôm à? Này ông trẻ đến thăm nhà, 10:30 nhớ xuống đón ông lên. Làm không xong mẹ cắt tiền tiêu vặt. Hả? Thôi chết, quá giờ rồi. Nhìn con xe này ngon thật đấy. Chắc chắn phết nha. Ngôi nhà này to đấy. Không biết trong nhà có ai không nhờ. Khóa thế này ăn thua gì với mình chứ. Chết, quên mất cái cơ bản của nghề rồi. Đổi thêm cái tóc giả nữa cho yên tâm. Thế này thì đố ai nhận ra. Xem tay nghề của ta đây. Ông trẻ, ông nhầm nhà rồi. Nhà con ở bên này cơ mà. Đi nào ông. Đây, sắp đến rồi ông ạ. Sao mình đi mấy vòng rồi mà vẫn quanh quẩn ở đây thế này. Thôi, tìm tiếp vậy. Ông ngồi xuống đây. Con rót nước cho ông nhé. Con mời ông trẻ uống nước ạ. Ông trẻ ông nhìn cái gì đấy? Ông nhìn nhà đẹp quá, nhất là cái két đi. Ông uống nước đi cho mát. Ông mà thích ngắm á, tí cháu cho ông ngắm thoải mái luôn. Sao nước trắng thế này? Nhà có nước cam không? Lấy ra đây. Có ông ạ, chờ con tí. Cứ tưởng bị bắt, ai ngờ gặp phải một thằng ngố. Nước cam đến rồi đây ạ. Sao vậy ông trẻ? Nước cam không ngon à? Chùa thế, thêm đường vào. Vâng. Dạ, nước đây ạ. Ôi giời ơi, ngọt quá, thêm cam vào. Tên trộm thì cứ thế thản nhiên sai khiến Tú phục vụ mình. Còn Tú thì vẫn chưa hề biết rằng mình đã đón nhầm người. Con mời ông trẻ lần cuối ạ. Nước cam. Nước có ngon không ông? Ngon, ngon xuất sắc luôn. Ông khen như vậy là cháu vui lắm rồi. Nhà này lắm đồ giá trị thật đấy. Đúng là hôm nay mình trúng bánh lớn rồi. Ông cầm lấy. Ông ngồi đây hát karaoke với con nhé. Hát à? Ôi thôi. Ông phải hát. Con bật bài này hay lắm. Ông mau hát đi. May mà nó không nhìn thấy. Ông ơi. Ơi, đây. Ôi giời ơi, mệt quá. Ông đói quá. Nhà có gì ăn không cháu? Ăn á? Có ạ, chờ cháu tí. Hãy xem skill của ta đây. Quá là xịn sò luôn. Mời ông trẻ thưởng thức. Hả? Sao lại làm mì thế này? Cháu có biết nấu ăn đâu. Có mì tôm ăn là tốt rồi ông ạ. Ít ra cũng phải được con tôm giống bao bì chứ. Con hiểu ý ông rồi. Đã xong, mời ông ăn. Tôm này á. Sao lại là tôm này? Ông chẳng bảo cháu là muốn có hai con tôm giống trên bao bì còn gì. Ui giời ạ. Ăn hết rồi à?
Ông thấy cách thức phục vụ của con thế nào ạ? Cũng được, nhưng mà ông chưa hài lòng lắm. Kiểu này chắc là ông phải phản ánh với... Ông còn cần gì nữa không ạ? Chết rồi, sắp đến giờ bố mẹ nó về rồi. Này, một bát này ông vẫn chưa no, ra ngoài mua ông thêm cái gì ăn nha. Vậy ông chờ con tí ạ? À? Cuối cùng cũng đi. Phải tranh thủ trước khi nó quay lại mới được. Ui giời, đúng cái lúc cần thì hỏng. Chỉ còn cách này mới nhanh được. Làm sao đây? Cái gì đây? Phát tài rồi, phát tài rồi! Tên trộm liền nhanh chóng vơ vét toàn bộ tiền và vàng bỏ vào trong túi, trong lúc Tú vẫn chưa về. Thôi chết, nó về rồi. Ông trẻ đang làm gì vậy nhỉ? Chết rồi, phải làm sao bây giờ? Ôi mẹ ơi! Thôi không, tha cho tôi xin lỗi. Ông trẻ định về đấy à? Mới đến tí đã về rồi. Ông trẻ đợi con một tí nha. Ôi, tổn thọ mất thôi. Ông trẻ ơi, đây á là cái bình cổ bố cháu gửi cho ông trẻ, quý lắm đây. What? Ông trẻ về nhé. À, vậy ông về nha. Đúng là hôm nay số hưởng mà lại. Ông trẻ về nha. À, mẹ về. Ơ, ai đây mẹ? Mẹ đã dặn con thế nào rồi? Sao con để ông trẻ đi lang thang ngoài trời hết một ngày vậy? Ông trẻ à? Thế còn người vừa nãy là ai? Không! Thằng bé bị làm sao vậy nhờ? Cuộc đời vẫn đẹp sao? Tình yêu vẫn đẹp sao? Ơ, à, Phanh xe sao thế này? Đúng là xu cà na mà. Đâu ra cái cục gạch này cơ chứ? Xe cũng hỏng luôn rồi. Chết tiệt. À, ôi mẹ ơi. Vừa mới yêu đời có tí mà tuột hết cả cảm xúc. Chắc chắn hôm nay bước nhầm chân trái ra đường rồi. Mệt quá đi mơ. Sao ông trời lại nỡ bất công với mình như vậy chứ? Anh Tú, có chuyện gì đấy? Anh với Hiền chia tay rồi. Cô giáo chuyển Hiền lên bàn trên rồi. Bao nhiêu ngày không sao, lại chọn đúng ngày anh đâm vào cục gạch hỏng xe nữa chứ. Ui, em thương em thương. Một người tân thương nhiều thế, rồi cùng hai người vô. Em làm sao mà cảm nhận được hương vị tình yêu? Anh đâu ở đây này? Khổ thân ghê gớm. Mẹ, con. Mình lớn rồi nên đo được to hơn đúng không Tú? Mẹ nói chị có chuẩn. Này, yêu cái đường này. Mẹ tha cho con. Mẹ nói mẹ thương mình, mà lại đánh mình như thế, mà là yêu à? Thế là ghét mình rồi. Chết cha, bị quấn chặt quá. Quấn à? À mà khoan, quấn à? Quấn à? Mình có cách rồi. Mẹ đây rồi. Nào, để chân lên đây đã. Ôi trời ơi, đau quá mẹ ơi. Có chuyện gì vậy nhỉ? Con trai, chân con làm sao vậy? Mẹ ơi, con bị ngã bông gân rồi. Khổ thân con trai của mẹ. Đau lắm hả con?
Vâng, đau lắm ạ. Đau đến mức con không làm gì được luôn ấy. Chắc con chỉ ngồi một chỗ được thôi. Hạnh ơi, ai gọi Hạnh đó? Có Hạnh đây. Ủa gì vậy? Anh con bị đau chân, từ nay việc nhà do con phụ trách nhé. Nhưng mà chân anh đau lắm đấy. Không hề giả trân đâu. Đau quá. Anh được lắm. Một lúc sau, chỗ kia vẫn còn bẩn kìa. Chỗ kia nữa. Cả chỗ này nữa nè. Bên này một chút. Chỗ này. Vì nghĩ Tú đau chân nên Hạnh miệt mài làm việc nhà theo sự chỉ đạo của Tú mà không hề phản kháng lại như ba ngày khác. U lành trời, mệt chết tôi rồi. Nobita, Suga mệt mỏi quá à. Chắc là cậu thấy mệt lắm hả? Đúng vậy, mình thấy mệt lắm rồi. Hôm nay ăn ảnh ghê, mình tranh thủ selfie mới được. Kia chẳng phải là anh Tú với chị Hiền sao? Sao chân của anh ấy không thấy băng bó nữa rồi? Ái chà, mình hiểu rồi. Muốn diễn à? Được lắm, em chụp lại là bằng chứng. Ba mẹ anh từng nói yêu ai phải yêu xứng đôi vừa lứa. Giận cả mình. Cuối cùng cũng mò về nhà rồi đấy à. Chết rồi, không biết lộn chưa nhỉ? Ui da, đau quá ha. Này thì đau này. Ai da, à ha. Mày không nhớ anh bị đau chân à Hạnh? Mẹ ơi, mẹ ra mà xem. À, anh vừa đi đâu về? Đi đâu anh? Anh vừa đi ra ngoài kia mua lọ thuốc bôi chân mà nó hết mất rồi. Vẫn còn định giấu sao? Mày định làm gì anh đây? Nói dối. Anh định nói dối đến bao giờ hả? Em biết tổng là chân anh không có làm sao rồi. Em đã ghi lại hết bằng chứng rồi. Anh nhìn đi. Khổ toàn rồi. Mày theo dõi anh đấy à? Cái này mà đưa cho mẹ xem thì... Ôi trời ơi, xin là xin vĩnh biệt cô. Anh xin mày đừng có kể với mẹ. Khoan đã, khoan. Anh bảo mày chơi nét, được chưa? Được. Nhớ không được nói với mẹ đấy nha. Mấy trong cùng nha. Anh ơi, còn mấy không ạ? Còn đúng hai mấy đấy. Vào đi. Nhanh lên, không hết mấy bây giờ. Rồi ạ. Sao nó chơi giỏi thế nhỉ? À, mình có cách này. Này Hạnh. Cái gì? Em đang bận. Anh ra ngoài có tí việc. Mày ngồi đây chơi tiếp đi nhé. Ok, anh đi đi. Alo mẹ ạ. Mẹ đến ngay quán nét nhé. Cái Hạnh nó đang ngồi chơi đây này. Vâng, đúng rồi ạ. Mẹ đến nhanh nha. Vâng vâng. Quả này thì chết nha. Con Hạnh đâu? Tú, nó đâu rồi? Nó đang bên trong đó, mẹ vào đi. Nó kia kìa mẹ. Lần này mẹ phải làm căng vào cho nó sợ mẹ. Đây. Đây. Cái gì đây? Nani? Là đề toán à? Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy ạ? Mẹ... Con thương mẹ đi làm vất vả kiếm từng đồng tiền nên con đến đây để ôn toán thêm đó ạ. Đâu có như ai kia trốn việc nhà giả vờ đau chân để đi chơi với người yêu đó mẹ. Con gái mẹ ngoan quá. Con thằng Tú. Con 36 kế chuột là thượng sách. Đứng lại ngay. 30 chưa phải là tết ngang trai. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn thôi. Bác ơi, đừng đóng cổng mà. Bọn cháu chỉ đi muộn có một xíu thôi mà. Hồng bé ơi, bác không quan tâm. Về. Tại ông á, cứ ngủ trương thay lên. Giờ đi học muộn rồi. Làm thế nào bây giờ? Người thành công bao giờ cũng có lối đi riêng. U là trời, này thì riêng này. Riêng chỗ nào? Bà đợi tí đã. À, lối đi riêng kìa. Ông đẩy cao nổi lên. Ăn cái gì mà nặng gớm hồn vậy? Tôi ăn ngày ba bữa, có mà ông yếu ấy. Đã bảo cao nữa đây mà. Hai cô cậu ra nhổ cỏ sau trường cho tôi. Lại nhổ cỏ? Ông vẫn còn đứng đó tìm lối đi riêng à? Nhổ cỏ đi. Đúng là con gái chẳng hiểu gì hết. Cứ
ảo tưởng mình là nắng rồi cho mình cái quyền chó chang à? Có màu giúp tôi không thì bảo. Cái ông này giám bơ à? Cầm lấy. Bà nhìn thấy cái gì không? Nguy hiểm chết người, không phận sự miễn vào. Tôi với bà vào đấy không? Ừ, thôi. Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Biết đâu vào trong đó mình lại tìm được kho báu thì sao? Kho báu á? Ừ. Nói cũng có lý, vào đi. Mệt quá đi mơ. Tôi có thấy cái kho báu nào đâu. Đi dài cổ, chả thấy cái gì. Ừ, thôi đi về đi. Này, cái gì kia vậy bà? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đi. Úi giời, cố quá thành quá cố. Đừng có chuồn. Tú à. Cái gì? Mẹ. Úi à. Tưởng thế nào? Lê 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 lê. Giờ đi bộ được à? Sao ông đánh tôi đâu thế? Gì thế kia? Cái gì nữa? Đằng sau. À, mẹ, mẹ ơi. Ông làm gì đi? Nó đang đến chỗ mình kìa. Tại sao các ngươi dám xâm phạm địa bàn của ta? Amen. Địa bàn của mày á? Thế sổ đỏ của mày đâu? Đưa tao xem nào. Nếu muốn xem sổ đỏ thì cùng xuống địa ngục với ta. Tao đâu có ngu, tao không cần nữa. Hiền ơi, dậy, 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 dậy ngay. Không, tôi không đi nữa đâu, tôi sợ lắm. Bà yên tâm, lần này tôi có sự chuẩn bị rồi, bà phải tin ở tôi chứ. Nước tiểu linh đồng và tỏi trừ ma, uy tín chưa? Khi, dâm ba cái này chắc cũng hiệu quả đó nhỉ. Công nhận, vào đây âm u thiệt đó. Các ngươi vẫn còn dám mò đến sao? Kìa, ông làm gì đi? Nào, lại đây cùng ta xuống địa ngục nào. Kìa, nhanh lên đi. Lại xỉu à. Bình tĩnh, bình tĩnh. Dừng khoảng chừng là 5 giây. Bình tĩnh lại. Ngồi xuống, uống miếng nước đã. Được đấy, đưa đây nào. Đây, 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 đây. Đây là nước tiểu linh đồng hàng riêu. Chờ đích thân tao tuyển đây. Thật quá. Tưởng thế nào, cũng chỉ là mấy con ma phèn thôi. Ra đây anh chấp hết. Bà tỉnh hơi muộn, không thấy được sự dũng mãnh của tôi lúc. Thật vậy á? Ma, ma. Chính là chúng. 1+1=2 ma. Bắt lấy chúng. Ủa ơi, nhất định phải có tác dụng đây. Ha ha, xem cả người muốn quậy đến khi nào. Đâu, đâu, đâu. Sao bọn chúng vẫn không hề hấn gì vậy? Dám đến đất của bọn ta mà còn đánh ta. Chiêu cuối của ta đây. Kamiyo Kunte. Thôi quá đi mất. Trong 36 kể chun là thử sách. Sao lại có tiếng điện thoại nhỉ? Alo, à đơn hàng á. Anh cứ ship đến nhà rồi em bên kia chơi nhé. À, hóa ra là ma giả. Dám lừa tao à. Cho bọn mày chết với tao. Ui da, đâu. À, ui. Ông không trả thù đời không nể. Thôi, thôi, xin đầu hàng. Mệt lắm rồi. Chúng mày giả mờ đây giả trò ma quỷ à? Có thích nếm mùi nữa không hả? Ai bảo bọn mày đến đây quấy rối lúc bọn tao tập kịch? Bọn tao đến trước thì phải có quyền sử dụng trước chứ. Vậy, tập kịch á? Có thật không? Trường bọn tao có cuộc thi tìm kiếm tài năng. Bọn tao không có chỗ tập thì phải đến đây tập chứ. Tưởng đâu đến đây là được yên tĩnh rồi. Nào ngờ. Ok, thôi đi về đi. Hiểu nhầm, hiểu nhầm. Ờ, khoan. Còn con Hiền bạn tao trong đó. Ôi trời ơi, Hiền ơi là Hiền. Trời ơi, tí thì vào rồi. Tú ơi.
ai á nha. Hello. Rút đi. Giời ơi, chúng mày đến đây làm gì? Ai đến về hả Tu? Dung cháu à. Tất cả nghiêm. Dung cháu chào các bạn. Ừ, các cháu ngồi đi, ngồi đi. Tu, còn đây à? Đứng đây làm gì? Vào gọt hoa quả cho các bạn ăn đi. Các cháu uống nước đi. Cháu xin à. Tình hình học tập của Tú ở lớp thế nào các cháu? Ôi da à. Tú sao đây? À, trượt chân, trượt chân. Con phải trả cái. Hậu đậu, không được cái việc gì cả. Tú ở lớp có nghịch ngợm chơi bời gì không các cháu? À, dạ thưa bác, Tú dạo này ở trên lớp rất là... Bạn Tú à... Rất là... giỏi bác ạ. Không những thế, Tú còn là học sinh ưu tú nhất lớp cơ. Đúng rồi đấy bác ạ. Good job bạn ơi. Vậy bác mừng quá cơ. Mấy đứa ở lại ăn cơm với bác nha. À, dạ thôi, bọn cháu ngại lắm. Để dịp khác ạ. Thôi bố ơi, bố để các bạn ấy về. Bố mẹ các bạn ấy mong mà. Lại lâu châu. Thì còn ý kiến vậy. Thôi, các cháu ngồi đây chơi nha. Bác chạy u ra chợ mua thức ăn. Dạ vâng bác đi. Ăn nữa đi này, ăn đi. Thằng này, sao mày ăn tham thế? Cho tao ăn với. Tủ lạnh gì mà cao thế? Mày ra ngoài ngay cho tao. Thả tao ra. À, mày làm cái gì vậy hả Tú? Con này nặng quá, đi ra chỗ khác. Chúng mày ăn thế đủ chưa? Về ngay đi, không tao gặp rắc rối lớn đấy. Rồi ôi, lại còn nhẹ bỏ ra đây. Chết mất thôi, chết mất thôi. Thì kệ mày chứ, bọn tao chả liên quan. Mà mời tụi tao ở lại ăn cơm rồi đấy. Mày đừng có mà lật lọng nghe chưa? Đúng. Đừng có mà lật lọng. Thế tiền mày hứa bịt miệng bọn tao đâu? Giao ra đây. Không nha, lát nữa bác quan về tao. Chúng mày. Thì ra chúng mày chọn cái chết. Còn về không thì bảo. Bọn tao lại sợ quá cơ. Sao? Thích gì? Giỏi thì nhào vô. Tình ý đồng hiếp yếu à. Chúng mày lên trước đi. Mày lên đi, mày lên đi. Chúng mày biết tao là ai không? Mày nghĩ mày là ai chứ? Làm gì bọn tao hả? Đừng tưởng chúng mày đông mà tao sợ nha. Giỏi thì nhào vô, nhào vô đi. Nhào vô. Bác về rồi đây. Ờ, bố về. Chúng mày, chúng mày, chúng mày làm gì đây? Làm sao mà? Ừ, các cháu đang học bài đấy à. Con chào bố à. Nhìn con nhà người ta mà học tập kia. Mày chả được cái công trạng gì cả. Đi vào nấu cơm. Con chúng mày cứ đợi đây. Lêu 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 lêu. Con đứng đấy làm gì hả? Dạ vâng ạ. Việc cơm nước nặng nhọc thế này bác cứ để cháu làm cho. Nhưng mà. Đúng rồi đó bác. Bác cứ ngồi đây nghỉ ngơi, để bọn cháu làm, bác chỉ việc uống nước thôi. Các cháu đúng là ngoan thật đấy. Ước gì thằng Tú nhà bác cũng được một nửa các cháu. Bác đừng nói thế, Tú cũng là một người có trách nhiệm mà bác. A few moments later. Các cháu giỏi quá, đã biết luộc trứng với luộc rau cơ à. Bác quá khen ạ. Trời ơi, cứ tưởng nấu được món sơn hào hải vị gì, luộc trứng, luộc rau. Còn mày thì đến nấu hãm tôm cũng không biết. Ở đây mà chơi bạn. Yeah. Thôi ăn đi các cháu. Cứ tự nhiên như ở nhà nha. Ơ gì mà ơ. Ăn đi. Miếng này của tao. Của tao. Bọn này gấp nhanh thế nhờ. Thôi húp canh vậy. Nhìn thằng Tú kìa. Mày là lớn đầu thai hả Tú? Đâu ạ? Ăn uống cho đàng hoàng phải không? Vâng, vâng ạ. Trông nó buồn cười quá. Ăn xong rồi thì đi về đi. Chào tạm biệt chúng mày. Không hẹn gặp lại nha. Các cháu về à? Không ở lại ăn tối với bác? Dạ bọn cháu cũng muốn ở lại lắm chứ. Nhưng mà sợ làm phiền Tú và bác ạ. Thôi bác ạ, dù sao bọn cháu cũng là người ngoài, nên ở đây lâu không tiện ạ.
Bọn này lại có âm mưu gì đây nhờ? Nghỉ hè rồi nên mấy đứa cứ đến chơi với thằng Tú. Không được đâu bố ơi, con bận lắm. Cái gì cơ? Bác cứ yên tâm, ngày nào bọn cháu cũng đến à. Ngày nào cũng đến à. Chắc nó sốc quá đây mà. Ôi chua chua mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ đẹp như tiên. Mẹ thêm dấu huyệt, mẹ gửi cho con. Tờ này trả chị bánh mì này. Tờ này trả chị Bảo Thi ghi đề này. Tờ này trả thằng Duy Dê. Còn tờ này để đi ố về với em. Mày cho tao mượn tiền với, tao đang có việc gấp. Đồ đây, tiền thì tao có việc rồi, không mượn được. Đi mà. Never. Anh em như cây khế chuối. Bạn trai tao mới ở bển về, toàn xài tiền đô. Mai mốt anh đổi được tiền Việt rồi, tao trả mày gấp đôi. Bóc phẹt, tao trả tiền gấp hai lần đi nhé. Gấp hai lần, hai nhân hai là bằng bốn. Thôi tao mượn nhé. Ê con kia, trả đây. Hello, bọn mày đợi tao lâu chưa? Ôi dồi ôi. Yeah. Chúng mày tỏ thái độ gì đấy hả? Không thèm chơi với chúng mày nữa. Ôi dồi ôi, tao nhìn thấy tắc kè hoa mọc hai chân, chọc mù mắt tao đi. Thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Ơ kìa chúng mày ơi, nhìn kia nhìn kia. Anh chị dùng gì vậy? Em chờ đi. Ôi chào. Nhìn như bông hồng cắm bãi phân trâu ấy. Nhìn anh ngon ghẻ thế kia mà lại úp vào xô cắm lợn à. Úp em nè. Này thì úp em. Con này sao mày đánh tao? Chúng mày có thấy mặt thằng này quen quen không? Công nhận, nhìn mặt quen quen. Mày có thấy vậy không? À, tao nhớ ra rồi. Cảnh báo kẻ lừa đảo, chuyên lừa tiền lừa tình các cô gái. Lừa đảo à? Hả? Hôm nay trông em thật là xinh đẹp. Dạ cô nhẹ. Không ổn, không ổn tí nào. Mày nghĩ ra cách chưa? Xem thế nào mà nghĩ cách giúp nó đi chứ. Nam tử hán, đại trượng phu. Ui, nay mạnh mẽ thế nha. Đánh nhau không lại thì ôm chân xin nó. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Được không? Đi thì được nè. Thôi chúng mày lại đây, tao bảo nè. Ngày mai mình sẽ như này, như này, như này. Ok. Ngày hôm sau. Anh gì ơi, anh có người tặng quà này. Ờ, mình cảm ơn. Gì vậy nhỉ? Chuột, chuột, quá chuột. Bố làm nước ơi. Ui da. Đây là hậu quả của việc mày dám lừa bạn tao đấy. Leo leo. Bọn mày dám lừa tao thì ra bọn mày chọn cái chết. Nó nổi điên rồi. Sợ gì? Ba đánh một, không chọn cũng què. Đúng, sợ gì? Ờ, ba nhau luôn. Xông lên. Yeah. Ê, tưởng thế nào? Trứng mà chọi vậy đó. La 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 la. Gì thế nhỉ? Thử thách 1 triệu đô. Ôi chào nghèo, không hẹn gặp lại. Thử thách ở nơi quái quỷ gì thế này? Mệt chết đi được. Ai là triệu phú? Triệu phú nào? Triệu phú đâu? Có thấy gì đâu nhờ. Wow, tiền, tiền. Tiền này sẽ là của ta. Ê, hụt rồi. Lần này xem mày chạy đi đâu. Hí. Ui da, cái mũi của tôi. Ơ, bắt đề, bắt tiền đề. Thì ra là bọn mày à. Đứng yên đấy cho tao. Làm gì được nhau nào. Mày chết với tao. Ui.
Tiền đâu, tiền đâu? Wow, tiền của ta. Chua, chua, chua. Cướp, cướp. Bye bye. Còn đôi giày, tí quên. Đi mãi sao vẫn chưa thấy gì nha. Ui da, chỗ này sao âm u rùng rợn quá. Có nên bỏ cuộc không ta? Sợ, sợ quá. Ây chết, mình không thể từ bỏ được. 1 triệu đô cơ mà. Đi đâu? Đợi ta thực hiện xong thử thách, ta sẽ chia ngươi một ít. Đi đâu? Nhìn cho kỹ vào, ngươi chỉ được chọn một. Chọn một? Ui giời ơi, tưởng cái gì? 1 triệu đô. Anh Duy, cứu em với, anh Duy. Mắt em sáng, dáng em xinh, nụ cười em tỏa nắng, nhưng mà tiền ngon hơn. Anh là đồ sở khách, tôi không ngờ tôi lại yêu phải loại người như anh. Cút đi, tôi bội ta, tôi hèn hả? Ui dồi ôi, chù choà khắm thế. Đây rồi. Tiền là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng. Sao lại thế này? Chúng mày ơi, ra đây đi. Khoan, hành động. Ok. Nước ở đâu ra thế này? Tiền, tiền, tiền của ta đâu? Tiền của ta đâu? Tôi tưởng anh yêu tôi thật lòng, hóa ra anh chỉ là đồ ham tiền thôi. Tiền. Này thì tiền này. Do trưởng cậu tham lam, bội bản này. Làm người nhé. Yeah, đi về ăn mừng thôi. La la la. Ít, quên mất lá thư. Để anh xem nào. Ủa, ế, hành kia. Học thì không học, yêu với trả đương. Chưa hết đâu mẹ. Hết. Nó còn cái bài kiểm tra bị điểm không đây này. Anh. Ông xem đây này. Anh, con bị phạt không được đi chơi 1 tuần. Vâng ạ. Trời hôm nay cao quá. Thành ơi, anh đi chơi nha. Anh đi chơi này. Ôi da. Ai à. Ôi trời ơi. Anh có sao không vậy? Báo thù. Hay, trúng này, trúng này, trúng này, trúng này. Anh ơi, em xin lỗi, em không thể nữa. Để xem. Đứng lại. Ờ, người đâu rồi? Anh trai, cứu em với. Đáng đời. Ủa, mà khoan, cái này có trong kế hoạch của mình đâu nhỉ? À, bắt công, bắt công. Kêu bé thôi. Đây là đâu? Tôi là ai? Thả ra, thả tôi ra. Hạnh, đây là đâu? Các người là ai? Thả chúng tôi ra. Ăn đi, bữa trưa đấy. Bọn tôi có 2 người cơ mà. Đúng rồi, có hẳn 2 người mà. Chê à, không ăn thì thôi nha. Có chứ, có chứ, có ăn chứ, đừng có nóng. Hay bà gọi bố mẹ tôi đến đón đi. Bố mẹ tôi giàu lắm, bao nhiêu tiền cũng có. Đúng vậy, đúng vậy. Cái thằng ranh con này, bắt cóc còn khoe nhà mình giàu, chẳng biết nói giảm nói tránh gì hết. Tụi tao không cần bố mẹ mày chua. Muốn chua, sang Trung Quốc mà chua. Ê, đừng. Tự chia nhau mà ăn đi. Ây da, anh làm cái gì đây, đau quá.
dù gì mình cũng là anh. Thôi nhường nó vậy. Cho mày đấy, tao không đói. Để em ăn nhé. Cho anh xin miếng. Không. A few moments later. Khó chịu thế nhờ. Anh, em muốn đi vệ sinh. Đi vệ sinh á? À, anh có cách này. Chúng ta sẽ làm như thế này, như thế này, hiểu chưa? Chị bắt cóc ơi, mắc tè quá, mắc tè quá. Dứt hết cả đâu, đi đi. Không cởi trói thì đi kiểu gì vậy má? Cởi trói để chúng mày chạy à? Tao đẹp chứ đâu có ngu. Đi bên này. Không, đi bên này đồ ngu. Bên này. Ôi da. Tao chỉ cho chúng mày 5 phút thôi đấy. Anh, cắt dây đi mau lên. 10, 9, 8. Sắp hết giờ rồi, đưa để anh làm cho. 3, 2, 1. Được rồi, chạy thôi. Anh, em có sao không? Em không sao đâu, anh chạy trước đi. Không, anh không thể bỏ mặc em được. Lên anh cổng. Đứng lại. Chạy đi đâu? Không xong rồi, chúng ta bị phát hiện rồi. Không thoát được đâu hai cưng. Các người định làm gì? Tôi xin hai người hãy tha cho em gái của tôi. Nhà tôi còn có bố mẹ già đau ốm, không ai chăm sóc. Xin hãy thả em gái tôi về, tôi sẽ đi cùng hai người mà. Chúng ta già đau ốm hồi nào nhỉ? Không được, anh trai tôi đầu óc ngu dốt lắm, không được việc đâu, để tôi đi. Mày đang nói tao hay nói mày đây? Nếu hai anh em mày muốn hy sinh vì nhau thì tao sẽ xử hai đứa ở đây luôn. À, anh ơi, bệnh viện anh. Này, nhìn đi nhìn đi. Không chết à? Chúc mừng các con đã vượt qua thử thách lần này. Bố mẹ. Bố mẹ. Thực ra bố mẹ làm như vậy để các con hiểu nhau hơn đấy. Và bố mẹ mong từ nay các con sẽ quý trọng tình cảm anh em và sẽ yêu thương nhau nhiều hơn nữa nhé. Chúng con biết rồi ạ. Chúng ta về thôi nào. Để em lên trước. Không, anh trước. Tránh ra để em. Em là em phải nhường anh chứ. Mơ đi, mở đấy mà hút nha. Lời nói không có giá trị thì nắm đấm sẽ lên ngôi. Dám không? Ngoãn tu tì. Sáng hôm sau. Anh tránh ra đi. Hả? À đúng rồi. Xem đây. Lại đây nào. Ăn đi. Ăn đi. Leo leo. Con chó này ngốc thật á. Vui quá. À! Chạy mau. Không được. Anh ơi, cứu em. Trang, đưa tay đây cho anh nào. Vâng. Anh về trước đây. Đồ đáng ghét.
rồi. Cái tràng ngang ngược quá, mình phải thay đổi nó thôi. Mình đã có cách. Biến. Nó về rồi. Sắp có trò hay rồi. Wow. Anh Minh Tuấn. Ê. Đừng, 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 đừng lại đây. Không nhận ra em à. Con ranh này, dám kêu anh hả? Cẩn thận. Ui da. Có sao không? Sao thế này? Rang, em sao đây? Hả? Em gái tôi, từ khi bị ngã, nó cứ ngờ 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 ấy. Đấy, thấy chưa? Lại làm sao đây? Anh, em đạp phải cánh hoa hồng, trẹo cả chân rồi. Thế bằng bò nha. Vâng. Anh thấy mày bị thương ở miệng thì đúng hơn đấy. Đừng có đi theo anh nữa. Ây ôi, thằng này mày không có mắt à? Mày lại đây. Dạ, dạ. Giờ sao? Em xin lỗi ạ. Xin lỗi mà xong à? Mày muốn mày đánh bao nhiêu cái? Cái này. Này thì một này. Mị còn trẻ. Anh ơi, mị muốn đi chơi. Anh sao đây? Này, tỉnh lại đi. Dậy, 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 dậy. Dám không dậy à? Dậy mau. Dậy nấu cơm đi. Anh ngủ như heo ý. Bực mình. Hóa ra là mơ à? Xuống nấu cơm. Rồi, đợi anh tí. May quá chỉ là mơ. Kìa, đúng rồi, xuất đi. Đáng sợ quá. Phải đi thôi. À? Mẹ với anh đi đâu rồi? Ui thơm quá. Mẹ ơi. Ôi trời ơi. Ôi môi của mẹ kìa. Tại mày chứ tại ai? Mẹ ơi, cái trang nó đánh người rồi kìa. Nó đánh ai? Nó đánh hàng xóm nhà mình, gãy cả hàm răng rồi. Gãy hàm răng là như thế này á? Tôi chết rồi. Con bé này đàn ông quá rồi. Phải tìm cách thôi. À, kiếm bồ cho nó. Tạo dáng đi, tạo dáng. Sai rồi, như này mới đúng này. Đúng rồi, đấy. Để xem nào. Úi giời. Úi giời ơi. Buồn là trời. Không được một cái nào. Chán thế nhờ. Đây, để tay như này. Mặt quay ra đây. Cầm hạ xuống. Cười tươi lên nào. Đây. Ít sợi, đẹp luôn. Sáng hôm sau. Nhanh lên Trang ơi. Dài nó đến rồi kia kìa. Đây đây, con xuống rồi đây. Mẹ ơi, anh ơi. Ôi giời ơi. Cái gì thế này? Ui, mày dọa ma nó à. Nghề của mẹ đúng là đỉnh của job. Nào đứng lên xem nào. Con gái của mẹ cũng tuyệt vời đó chứ. Trông ra dáng hẳn luôn. Quá xinh. Ơ, con xinh thật à? Wow, xinh quá. Chào anh. Chào em. À quên, anh tặng em.
đúng là một lũ trẻ con. Mẹ đặt tặng hoa rồi đấy. Ui, mặn thế. Lại có kẻ tò mò nhiều chuyện rồi. Hé, thì sao? Anh chờ em một xíu nha. Mày chết này, chết đi. Chờ em, nhiều chuyện không hết này. Anh ra vừa nãy đâu rồi? Vậy mất chết là có thật hả? Anh ơi, anh đâu rồi? Hôm nay, mẹ phải dạy cho con những điều cơ bản để làm con gái thôi. Điều 1 là con gái không được hở tí là động tay động chân. Vâng, con nhớ rồi. Lèo 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 lèo. Cái đồ đanh đá. Anh được lắm. Anh chán sống ra. Điều 1 suýt nữa thì con quên mất. Đúng rồi, Tâm phải tỉnh chứ nhỉ. Lên nhạc. Điều 2, kiềm chế cảm xúc. Cuộc đời thật tàn khốc quá mà. Những ngày sau. Anh ơi, em bảo này. Anh biết rồi. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Là 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 là. Ôi trời ơi. Cái gì thế này? Hai đứa chúng mày đi đứng kiểu gì đấy? Mày. Thôi anh ơi, bình tĩnh. Nên chúng ta đi thôi. Nhưng em chảy máu mũi rồi. Em không sao. Quá nó. Chúng mày thích gì? Chúng mày làm trò gì ở đây đấy? Muốn vuốt ve nhau thì về nhà nhá. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Tao thì tao chửi thế thôi chứ tao cũng đi đây. Em đúng là một cô gái thánh thiện. Tha cho cái thằng dở hơi đó. Mình về thôi. Đừng có để chị gặp lại cưng lần nữa đấy. Ôi mẹ ơi, nhìn kìa, cục gạch to thế. Đi thôi mẹ. Sốt ruột quá, không biết tình hình như nào rồi. Quả này mà đổ sông đổ bể thì chết. Ơ, nó gọi nè. Alo, Trang à con. Thế đã đến nhà nó chưa? Hả? Nấu cơm á? Anh bảo này, à, bật bếp với lửa. À nhầm nhầm nhầm, bật lửa với bếp. À, nói chung là vừa vừa thôi, chạy đây nha. Cô cút ra khỏi nhà tôi đi. Từ nay đừng có đến đây thêm lần nào nữa. Con gái còn lứa gì mà không cắm nổ được cơm. Mỗi bữa cơm làm gì mà căng. Này, cầm lấy. Cái gì thế ạ? Đi học nấu ăn đi. Học đi. Vâng ạ. Oh yeah. Ui, cái gì thế? Một lát sau. Con mời mẹ và anh. Ăn vào liệu có ổn không mẹ? Sao ạ? À? Con mời mẹ ăn trước ạ. À. Mẹ nhường con. Kính lão đắc thọ ạ. À. Ăn đi. Vâng ạ. À. Mày ăn nhanh cái tay lên xem nào. Ngon mẹ ạ. Mẹ thử đi. Ừ nhỉ, được đấy. Ăn tiếp đi mẹ. Mẹ ăn trước. Ờ, mẹ bảo nhường con mà. May quá mọi người thích. Một thời gian sau. Lần này phải úp sọt được anh chàng này cho mẹ. Rõ chưa? Yes sir. Nghiêm túc. Con gái phải làm sao? Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên ạ. Con mời mẹ, mời anh ăn hoa quả ạ. Thế cháu thấy con gái bác thế nào? Dạ, đúng người cháu cần tìm rồi đấy ạ. Chứ cần gì nữa. À, thế cậu thấy em gái tôi có điểm gì cậu thích không? Dạ, em Trang có đầy đủ công dung. Ghét ghê. Trật tự nào. À, thế còn gì nữa cậu nói tiếp đi. Dạ, ngoài công dung ngôn hạnh thì em ấy. À, cậu đừng để ý tới nó. Nói tiếp đi. Dạ, em ấy còn xinh và duyên nữa ạ. Ôi mẹ ơi, cứu con, đau quá. Đội lên thôi mẹ ơi. Nó hết thuốc chữa rồi. Sao không nghe máy nhở? Rồi, chạy thôi. La 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 la. Khoan, tiếng động gì thế nhỉ?
trai đang làm gì thế kia? Wow, chiếc váy này đẹp thật đấy. Lại còn thơm nữa. Anh Hạnh. Bố ơi. Im im. Trời ơi, cái mồm. Anh, con mời bố ăn cơm. Ăn cơm đi con. Mình có nên nói chuyện này với bố không nhỉ? Bố ơi. Con này. Bố ơi, con có chuyện vui lắm. Mày thử nói xem. Anh có bỏ ra không thì bảo. Ôi dạ. Sao vậy con? Dạ không có gì đâu ạ. Con ăn nhiều vào. Con thấy anh ăn. Ăn trứng đi em. Chịu khó mà ăn nhiều vào. Bố ơi. Sao thế? Ăn từ từ thôi em. Con về chỗ ngay. Con gái, con không sao chứ? Cái thằng này lại trêu em. Ngày hôm sau. Buồn cười quá đi à. Đứng lại. Đưa điện thoại đây. Không. Thích không đưa không hả? Anh định làm gì? Hỏi lần cuối có đưa không? Không đấy, thì làm sao? Em bắt bố. Bố ơi. Thôi thôi, tôi lạy bà. Bà bé bé cái mồm thôi. Bây giờ bà muốn gì? Muốn gì à? Lại đây. Anh phải làm nô tì cho em một ngày. Cái gì? Nô tì. Dạ, có thân em ạ. Hả? Em đây ạ. Massage đi. Massage ư? Kịp vậy. Dạ, có ngay ạ. Mạnh cái tay lên. Dạ, dạ. Con nhóc đáng ghét. À! Xin lỗi, nô tì hơi mạnh tay. Bắp tiếp đi. Chỗ này. Chỗ này nữa. Một lát sau. Tiểu gì? Cho một bé hậu duệ mặt trời coi. Quá đáng vừa thôi nha. To gan. Dám vô lễ à? Em không dám mà. Cho một đĩa hướng dương ra đây. Mày dám sai ông nữa hả? Một điều nhịn, chín điều nhục mà. Ồ, giận ra. Sợ quá. Bố đâu rồi nhỉ? Thôi, để tôi lấy hướng dương cho bà. Mua nữa. Đây, cầm lấy. Cái này đẹp nhỉ? Mua luôn. Bắt lấy. Ôi giời ơi. Xong chưa? Chúng ta về thôi. Ui chao, trời nắng thế nha. Đi thôi. Ôi giời ơi, sao mà nặng thế này? Nghỉ tí đã. Cái gì nữa vậy? Em mỏi chân. Đây, cầm lấy. Lên đi anh cổng. Được chưa? Ok, let's go. Ăn gì mà nặng thế không biết. Ê, khoan đã. Gì đây? Quán trà sữa kìa. Mua cho em một cốc trà sữa full topping 4 lần trân châu. Phải mua sang lời đấy nhé. Hả? 20.000 mà em bắt anh mua bằng đấy. Nhớ là phải giòn đấy nhé. Cái gì? Mày hâm à? Thấy gì đây chưa? Thôi, được rồi. Hello. Ông chủ, cho cháu một trà sữa trân châu full topping sang lời. Phải 4 lần trân châu nữa chú nhé. 4 lần á? À, nhớ là phải giòn tan cho cháu nhé. Cái gì? Giòn tan á? Ra mở đi mau. Sáng ngày ra đã phải biết. Ok, chú. Ôi, mệt quá đi mất.
có lẽ nào. Biến thái này. Ai à, đau quá bố. Chắc là không phải đâu. Hả? Sau này già lắm rồi thế nhỉ? Dạ có nhẹ. Sao, bây giờ có thai không? Biến thái này. Bố ơi, bố thai cho con. À, để anh đi lấy nước cho nha. Đây, của chị đây. Em mời chị ạ. Đồ đáng ghét. Xong rồi. Đi đi. Sáng hôm sau. La 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 la. Ơ, cái gì thế này? Mày, ai cho mày mặc cái váy này? Nó đẹp thì em mặc thôi. Mà, anh thấy em mặc có đẹp không? Không, không đẹp tí nào. Thay ngay ra cho anh. Đúng là cái đồ keo kiệt. Có mỗi cái váy không cho người ta mặc. Dừng lại. Thay ra nhanh lên. Không. Không được đi. Bỏ em ra. Anh làm gì vậy hả? Bố ơi. Anh Quân biến thái. Quân, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Dạ, đây là quà con mua tặng bạn gái ạ. Tí tuổi đầu mà yêu với chẳng đường bố ạ. Yêu sớm có kinh nghiệm cũng tốt đấy con ạ. Ơ kìa bố. Hey, tiền đâu anh mua quà vậy bố? À, tiền này là con đi làm thêm ạ. Còn bé này chỉ giỏi bắt nạt anh thôi. Ơ bố. Anh trai. Em gái. Giờ thì đến lượt anh trả thù nha. À, tha cho em. Tha cho em đi mà. Đứng lại mau. Đang chơi dở trận tự nhiên mẹ bắt đi đón nó chứ. Mà bao nhiêu năm không gặp rồi, giờ biết nó như thế nào. Nhìn ảnh cũng được đấy, mà giờ này không thấy đâu. Hình như con nhỏ đó kia thì phải. Đúng là đứa trong ảnh rồi. Không biết mình đi đến đâu rồi nhỉ. Chuẩn là nó rồi. Phải chơi nó một búa mới được. Tèn tèn. Nó đến chưa nhỉ? Nước sôi, nước sôi, nước sôi. Xe ôm không cháu, đi không chú chở đi. Dạ có ạ. Chú cho cháu đến địa chỉ này ạ. Cầu Giấy cửa, xa đấy. Rẽ trái rẽ phải rồi lại rẽ trái rẽ phải. Cái gì vậy trời? Nói chung là xa lắm, nhưng mà chú lấy rẻ 5 lít thôi. 5 lít là 500, 500 là nửa triệu á. Cháu tưởng từ đây đến đó chỉ 10.000. Ôi dồi, 10.000 á. Xăng bây giờ tăng chóng mặt. Mày nghĩ tao đổ nước lã vào mà đi à? Dạ vậy thôi, cháu đi bộ à. Ấy, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. 400 nha. Hai thôi chú nha. 200. Thế thôi cũng được, lên đi. 20. 20. Hai chục á? Dạ vâng, đúng rồi ạ. 20. Lên xe. Hả? Nani? Thế mà thầy U bảo lên thủ đô chặt chém lắm. Gặp mình cũng tắt điện. À, chú ơi, cháu chưa lên xe mà. 20 chỉ đi được thế này thôi. Chú ơi, đợi cháu với. Hai đứa về rồi đấy à. Trang, có mệt lắm không? Sao mồ hôi nhễ nhại thế này? Dạ cháu. Liệu mà nói, không thì biết tay tao đấy. Dạ, cháu gặp lại anh Hoàng vui quá, đến mức đổ mồ hôi đấy ạ. Bây giờ lại có kiểu vui quá đổ mồ hôi à? Vui quá đấy mẹ ạ. Ừ. Tí thì lộn. Wow, phòng to đẹp thế. Giờ đến lúc mình thích nhất đây rồi, thoải mái quá đi mất. Tiếng gì vậy nhỉ? Mẹ ơi, đáng sợ quá. Ghê quá. Chắc nó sợ chết khiếp rồi. Ờ. Anh ơi, mình đi học thôi. Hôm qua ngủ ngon không em? Cũng good job ạ. Tốt. Ờ, vậy thì đi học thôi, không muộn bây giờ. Chúng mày ơi, nhìn kìa. Nhìn cái đứa học sinh mới kìa, buồn cười quá đi. Mấy cậu ấy cười cái gì vậy nhỉ? Này, ra đây anh bảo. Nhanh cái chân lên. Thằng Tiến ngồi cuối lớp kia đang bị bệnh khó nói. Ra hỏi thăm nó đi. Ui à, khó chịu quá. Tiến ơi, cậu có bệnh gì khó nói à? Tôi không bị sao cả. Cậu đừng có ngại, cậu phải nói ra thì mới chữa được chứ. Đừng có nói nữa.
Hả? Ý cậu bảo tôi bị trĩ à? Nhìn nó kìa. Sao lại có đứa dễ bị lừa như thế chứ? Nó nói xấu mẹ nó tiếng. Cho nó bài học đi. Đã lớp trật tự. Trang, đứng lên. Sao lại là mình nhỉ? Em ấy à? Quả này thì nó toàn thật rồi. Cái này thì các cụ cũng chẳng gánh nổi. Ui da. Không được mất trật tự. Trong đợt kiểm tra vừa rồi, chỉ có bạn Trang là điểm cao nhất lớp mình. Không những thế, thành tích thể thao còn đạt nhất khối. Các bạn, vỗ tay. Ôi trời ơi, hốt cả hèn. Hôm nay mày đó, nhưng chưa xong đâu. Sẵn sàng chưa người anh em? Triển thôi. Là nhện. Ê! Nhện, cứu với. Tiếp đi nào. Ê! Cái mông của tôi. Ê! Không. Ê! Ê! Chuyện gì vậy trời? Mình ướt hết rồi. Nó đi rồi, vào đi. Đây rồi. Chính là bài mà anh em mình đang cần này. Lần này chắc chắn mình sẽ được điểm cao cho mà xem. Tuyệt vời. Còn với chả cái. Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên chưa? Này thì chép bài của bạn này. Sao mẹ nghĩ con chép bài của bạn mà không phải là bạn chép bài của con chứ? Con còn cãi à? Nhà em ở miền núi. Thế Hà Nội chuyển về miền núi từ bao giờ? Dám lừa dối cả mẹ cơ á. Tất cả đều tại con nhỏ Trang nhà quê đó. Chết, mình quên chưa tắt bếp rồi. Cái gì đây? Là nhật ký của mẹ. Hoàng, đưa đây cho mẹ. Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, không được động vào nhật ký của mẹ cơ mà. Con có biết quyển nhật ký này quan trọng với mẹ thế nào không hả? Dạ vâng, con hiểu rồi. Mẹ rất trân trọng quyển nhật ký này, chẳng cho ai động vào cả. Khoan đã. Nếu mà mình có trò hay rồi đây. May mà mẹ không có nhà. Để xem lần này mày còn may mắn được không Trang nhé. Sao nay về muộn thế? Dạ vâng, em phải trực nhật à. Ui giời ơi, người hôi thế. Mau đi tắm đi, không mẹ mắng bây giờ. Dạ vâng ạ. Hôm nay mình sẽ đuổi nó ra khỏi nhà mới được. À! Mẹ, có chuyện gì vậy mẹ? Nhật con sao vậy anh? Nhật ký của mẹ bị mất đúng không? Sao con lại biết? Có phải con lấy không? Con đoán vậy. Mẹ quý quyển nhật ký còn hơn cả con mà. Chỉ có mất nó mẹ mới mất bình tĩnh như vậy thôi. Để con tìm đằng kia xem có không. Cô cháu mình cũng đi tìm xem. Chuẩn bị tinh thần nhé Trang ơi. Không biết nó đâu rồi nữa. Mãi mà chẳng thấy. Mẹ ơi, con thấy rồi. Mẹ ơi, nhật ký của mẹ này. Đúng là nó rồi. Nó ở trong này ạ? Cô ơi, cháu không biết tại sao nó ở trong đây. Rõ ràng thế này mà mày vẫn còn cãi được à? Mày viết trong này toàn những điều. Không phải em. Không phải cháu lấy thân mà. Nước mắt cá sấu. Đi đi. Của mẹ đây ạ. Mẹ nhìn cái gì vậy nhỉ? Lần này thì con sai thật đấy Hoàng ạ. Cầm lấy. Hôm nay thằng bé rất tinh nghịch. Nhưng tôi tin rằng đó là sự tinh nghịch của một cậu bé thông minh. Hôm nay thằng bé lại làm tôi buồn. Nhưng tôi tin rằng lớn lên nó sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Chán thế cơ chứ. Mình có làm gì quá đáng lắm đâu. À hú. Thằng hiếp. Hôm trước mày đánh tao, hôm nay tao cho mày biết tay. Chết mày này. Ôi da. À, cái mông của tôi. Cho mày chết nha. Đứa nào mà chơi ngu vậy. À kia rồi. Đứng lại đã. Có phải mày bắn viên sỏi vào mông tao không hả? Không, không phải tớ mà. Không phải mày thì lại. Chẳng nhẽ viên sỏi tự dưng rơi từ trên trời xuống à?
Chết rồi, sao lại muốn xì hơi lúc này cơ chứ? Phải cố nhịn, nó mà biết thì mình chết. Mùi gì thế nhỉ? Eo ơi, thối quá. Sáng nay mình lỡ ăn suất bún đậu mắm tôm, đá thêm bát chè mới thế này. Thôi, phải chuồn nhanh. À, bạn Hiền, định đi đâu đấy bạn ơi? Thôi xong rồi, thì ra là con chuột này. Dừng lại. Ê, không được bắt nạt đấy. Mày tránh ra. Chết này. Ờ, hả? Mau chạy đi anh ơi. Chạy đi. Bỏ ra. Mày, bỏ tao ra. Hừ, nó chạy thì mày phải chịu thay nó. À. Dừng lại ngay. Nhìn thấy ai chưa cưng? Giỏi lắm, dám bắt nạt bạn à. Về mời phụ huynh cho tôi. Cháu có sao không trai? Dạ không ạ. Anh xin lỗi. Không có gì đâu ạ. Hoàng biết sai là được rồi, mình về thôi. Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm. Yeah, mình về thôi ạ.